Doanh nhân đã dùng tiền hỗ trợ COVID-19 mua siêu xe có thể ngồi tù 70 năm. David T. Hines, sống ở Miami, tiểu bang Florida, đã bị bắt vì có thể phải ngồi tù 70 năm vì sử dụng tiền hỗ trợ doanh nghiệp trong COVID-19 để mua siêu xe và trang sức. Trước đó vào hôm 13 tháng 5, Hines đã nhận được gần 4 triệu Mỹ Kim từ khoản vay ưu đãi của chương trình bảo vệ tiền lương gọi tắt là PPP của chính phủ Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì đại dịch COVID-19. Chỉ 5 ngày sau khi nhận tiền, Hines đã mua một chiếc Lamborghini Huracan EVO màu xanh dương với giá hơn là 318.000 Mỹ Kim. Hines còn chi hơn là 4.000 Mỹ Kim để mua sắm tại chuỗi cửa hàng cao cấp Saks Fifth Avenue và hơn 7.000 Mỹ Kim tại khách sạn ở Seaside ở Miami Beach. Và bên cạnh đó, Hines cũng dùng tiền hỗ trợ doanh nghiệp để mua khoảng 8.500 Mỹ Kim trang sức cùng nhiều khoản tiêu xài khác. Vào hồi tháng 4, Hines đã cùng nhiều chủ doanh nghiệp khác ở Mỹ đã nộp đơn xin hỗ trợ từ chương trình PPP. Trong đơn yêu cầu, Hines cho biết đang điều hành 4 doanh nghiệp với 70 nhân viên và phải chi khoảng là 4 triệu Mỹ Kim mỗi tháng. Theo công tố viên cho biết, tới tháng 5, Hines đã nhận được 3.984.557 Mỹ Kim tiền hỗ trợ từ chương trình trên. Sau khi nhận được tiền, Hines tiếp tục nộp đơn xin vay thêm và nhận được tổng số tiền hơn 13,5 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, lịch sử giao dịch tài chính cho thấy Hines đã chi tiền cho các món đồ trang sức, quần áo đắt tiền, các khu nghỉ dưỡng và các trang web hẹn hò. Thanh tra Brian Masmela viết trong bản kê khai các khoản chi của Hines trong tháng 5 và tháng 6, cho biết rằng dường như không có khoản chi nào cho mục đích kinh doanh trong hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả số tiền mà anh ta đã tiêu. Các nhà điều tra còn phát hiện chi phí hoạt động hàng tháng mà các doanh nghiệp của Hines phải bỏ ra chi khoảng là 200.000 Mỹ Kim, thấp hơn rất nhiều so với con số 4 triệu Mỹ Kim mà Hines đã khai báo. Các công tố viên cũng nói thêm rằng có 2 trong 4 công ty của Hines từng bị khiếu nại về hoạt động gian dối. Hines hiện đối mặt với 3 tội danh gồm lừa đảo ngân hàng, khai man với tổ chức cho vay và có các giao dịch bất hợp pháp. Nếu bị kết tội, Hines có phải đối mặt mức án 70 năm tù.